Máy may Nguyễn Dung hướng dẫn vệ sinh máy may gia đình đa năng. Sau một cái thời gian sử dụng nó thì máy may gia đình sẽ cần phải vệ sinh vô dầu ha, vô dầu. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người về các cái bước căn bản để mình vệ sinh. Thì để vệ sinh một cái chiếc máy may gia đình á, thì trước hết mình sẽ mở cái nắp mặt nạ ở phía bên trái của máy ha. Có những cái máy á, thì mình có thể mở tự có cái cửa sổ, bản lề cửa sổ để mình tự mở ra, hoặc là nhỏ có những cái máy thì mình cần phải mở ốc. Như cái máy này là mình phải mở ốc ở đây ha. Thì mình sẽ mở dùng cái tua vít để mình mở cái ốc này. Có những máy là cái ốc nó ở phía sau của máy, thì mình sẽ mở phía sau ha. Rồi mình sẽ mở cái ốc ra đó. Khi sau khi mà mở ốc á, thì mình sẽ lộ được cái phần này ha, lộ được cái phần này. Và tiếp nữa thì mình sẽ mở cái phần mặt nguyệt của máy, mở cái phần mặt nguyệt của máy ở đây ha, mặt nguyệt của máy nè. Nếu như mà không có vệ sinh phần bên dưới thì mình cũng có thể mình không có mở phần mặt nguyệt cũng được nha. À, thì tốt nhất là khi vệ sinh thì mình sẽ vệ sinh luôn hết luôn đó. Mình sẽ dùng cái dụng cụ như vậy, hoặc là cái vít cũng mở được nha, cũng mở cái ốc mặt nguyệt này. Có những một số máy thì nó là hai hai cái ốc mặt nguyệt, có một số máy nó là một ốc mặt nguyệt, thì có bao nhiêu ốc thì mình sẽ mở ra ha. Rồi đây, cái này mình cũng sẽ để ra. Rồi sau khi mình mở ra rồi á, thì mình sẽ dùng một cái chổi hoặc là một cái bàn chải đó, bàn chải đánh răng mà cũ như vậy nè đó, mình sẽ vệ sinh bụi xung quanh ha, vệ sinh bụi tất cả những cái vị trí ở bên trong này, và trong quá trình mình may á nó sẽ có những cái bụi bặm ở trong này đó, mình sẽ vệ sinh hết ha, vệ sinh hết, rút chỉ ra hết nha, chỉ ra hết sau đó mình vệ sinh bụi hết đó, sạch sẽ. Rồi vệ sinh ở trên và ở dưới, trên và ở dưới luôn ha. Đó mình có thể lấy cái ổ này ra, cái ổ này thì mình lấy ra thì mình lưu ý là khi mình gắn vô thì phải đúng chiều nha, theo cái hướng dẫn mà mình đã có trong một cái video đó. Mình sẽ vệ sinh hết nha, vệ sinh hết đó. Và dùng một cái bụi mà chổi mình quét bụi, sau khi mình quét bụi thì mình có thể là dùng cái khăn để mình lau lại những cái bụi còn sót lại ở trên phần phần bên trong này ha. Sau khi mình vệ sinh đó, thì những cái vị trí nào mà mình cảm thấy nó có rỉ sét thì mình có thể sử dụng cái chai RB7 như vậy. Cái chai RB7, cái chai này mình có thể mua ở ngoài mấy cái tiệm bán đồ điện nước, hoặc là những cái chỗ mà bán trên trên Lazada, Shopee cũng đều bán hết ha. Đó mình cứ bỏ cái chai dung dịch chất bôi trơn đa dụng RB7 là người ta sẽ ấy ha. Sau đó thì mình sẽ xịt vào những cái vị trí mà mình cảm thấy là nó có cái rỉ sét, hoặc là cái chất này nó cũng có thể bôi trơn và nó thay thế cho dầu được luôn nha, thay thế cho dầu máy luôn hả. Hoặc là nếu như mà mình không có cái này thì mình sẽ sử dụng dầu máy. Dầu máy thì dầu máy này mình cũng có thể mua ở các cái tiệm bán phụ kiện điện nước rồi ha. Đó rồi mình sẽ tra dầu máy thì tra ở chỗ nào, như là mình sẽ xoay cái trục của máy nè, xoay cái trục của máy thì mình sẽ thấy một cái trục này là cái trục mà kim chạy lên chạy xuống ha. Mình sẽ nhỏ một vài giọt dầu máy vào phía trên của cái trục đó nhé, vài giọt vào cái trên cái trục đó. Sau đó thì mình sẽ mở máy này, mình sẽ mở máy lên để cho máy nó chạy ha. Đó, mình rút chỉ ra hết và mình bấm máy đó, bấm máy cho nó chạy. Vì khi mà máy chạy như vậy thì dầu máy nó sẽ chạy từ trên xuống và nó đi vào trong ổ bên dưới luôn ha, và ổ bên dưới luôn, và nó sẽ bôi trơn được toàn bộ. Nếu mà cảm thấy nó chưa có được đủ dầu thì mình sẽ cho thêm một chút dầu nữa, thêm một chút dầu nữa để cho dầu nó chạy xuống ha. Khoảng vài ba tháng thì tùy theo theo cái mật độ may ít hay may nhiều thì mình sẽ tra dầu. Thời gian là bao lâu mình may nhiều thì mình tra thường xuyên hơn, còn may ít thì mình sẽ ít tra lại. Rồi khi mà mình cảm thấy là cái máy mình nó khô khô rồi, nghe cái tiếng máy nó không có được êm nữa thì mình sẽ tra dầu máy. Rồi như vậy là xong. Sau khi mình tra xong á, có những cái bụi bẩn gì ở bên trong thì mình sẽ loại bỏ nó luôn nha, mình sẽ lấy luôn loại bỏ hết toàn bộ cái bụi bẩn gì đó. Rồi sau mình tra xong thì mình sẽ gắn lại, mình sẽ gắn lại ha, gắn ổ thuyền này. Đó, gắn ổ thuyền, bỏ ổ thuyền vào. Sẵn thì mình sẽ kiểm tra luôn cái chỉ ổ thuyền là nó căng hay nó chặt luôn ha. Rồi sau đó là mình gắn mặt bụi vào, nhớ là gắn ốc vào cho đủ nha, không có để dư ốc này. Khi mà mình gắn mặt nguyệt xong rồi á, thì nhớ là siết cho chặt nha. Gắn ốc mặt nguyệt xong rồi thì mình sẽ gắn cái mặt nạ này ha. Mình sẽ vệ sinh luôn bên trong. Vệ sinh luôn bên trong ha. Rồi, sau đó thì mình sẽ gắn cái mặt nạ vô. Mặt nạ này vô ha. Mình sẽ xếp
Rồi sau khi mà mình xiết ướt xong ấy thì mình sẽ là xong rồi ha. Như vậy là mình đã vệ sinh xong rồi đó. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi nếu mình bị dung trong suốt thời gian qua.